hướng dẫn lại cho bà con. Ở đây tụi này không đòi một xu, tức là những cái chương trình giảng đây á, là không có được phổ biến ra ngoài, nhưng mà sẵn sàng giao lại cho anh, cho chùa, để mà sau khi mà tôi rút lui á, thì ở chỗ anh á, có thể mở ra huấn luyện lại cho bà con cô bác tiếp theo nữa, mà không đòi hỏi một cái xu hào nào hết, mà chỉ cần là mình phát tâm làm cái điều đó thôi, thì cái đó chính là cái hạnh phúc cho những người làm công việc như chúng tôi. Thì giờ Nguyễn cũng trước hết là cảm ơn thầy, khi mà đi sang đó thì đã thầy đã nói là không nhận tiền của học viên và cũng không nhận tiền của người bệnh, thì một điều đó là rất là đáng quý, xin quý vị giúp. Tôi xin nói mấy lời đây, có một người phỏng vấn với hỏi gì giữa thầy Dương Quang Châu với thầy Võ Hoàng Yên thì như thế nào. Thì Nguyễn nói ông Võ Hoàng Yên thì một mình ổng làm Phật, còn ông Dương Quang Châu thì ổng làm cho muôn người thành Phật. Thế mọi người cùng nhau ngày xưa, ngày xưa Đức Tam Tạng đi về phương Tây để thỉnh kinh, thì có thể ngày hôm nay thầy về bên phương Tây để mà đó thầy đó thầy truyền mà đi á, ông kia thì truyền khỏi cần thầy thì truyền trị bệnh với ông tôi đó. Tôi là đi qua bên đó là cưng cho mọi người chứ không phải là cưng cho tôi đâu, là cứu người. Không phải tại vì á là cưng cho thầy nữa, tại vì khi mà tôi đi qua đó là khi mà tôi về á thì mọi người sẽ có một cái gánh rất nặng, tức là mọi người phải làm sao truyền bá cho những người khác nữa để giúp đỡ cho những người khác nữa. Bây giờ thì tôi đang liên lạc. Thật ra thì sau khi mà nghe được quyết định của thầy đi Mỹ đó thì chúng tôi cũng tự liên lạc với một số quý Phật tử ở bên chùa rồi, là có một phương pháp này. Tại hồi xưa đó là cách đây 2 năm thì ông thầy Võ Hoàng Yên có đến chùa trị 2 năm liên tiếp. Dạ. Dạ. Thì cũng có những kết quả nhưng mà phải đi sâu, phải đi theo nhiều thì mới được. Thành ra là ở bển làm việc nhiều, cho nên vấn đề mà đau nhất á thì nó xảy ra hàng ngày. Đúng rồi. Là người nào cũng đều bị hết, đa số. Nhưng mà nếu mà uống thuốc thì ai cũng sợ cái dị ứng của nó, cái sai phát của nó đó. Cho nên bây giờ phương pháp mày đưa về đó thì có thể là giúp được rất là nhiều người. Mà tại nó ở nhiều chỗ là dài ban ngày thì nó sẽ hết đau và tiếp tục, họ tiếp tục tự trị á, họ hay là họ chỉ lại người bạn thấy mình làm những phương pháp đó, đó. Thì nó lại hữu hiệu hơn. Đó, thì là chúng tôi cũng đã liên lạc về hai người rồi. Thì chiều nay lại có một cô từ bên Mỹ qua rồi, thì cô cũng đau cô váy nên đã hẹn cô tới đây. Thì cô sẽ tới đây để trị. Thì cổ mà hết á thì là tại cổ nó phải tự trong chùa mà cổ bệnh triền miên luôn. Cổ bệnh quá hay cô nói cô về Việt Nam cô dưỡng sức. Thì hồi nãy cái liên lạc là hẹn cổ 6 giờ chiều nay tới trường đá thôi. Dạ. Thì tiếp lại sư cô đó là thật ra khi mà mời thầy đó là chưa có hội ý gì hết, chỉ có ba người này thôi. Ba người đó đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình đã ba rê rồi. Dạ. Mình đã tạo như là đã gọi liên lạc rồi. Có một khi sư cô đi là Nguyễn đã dặn rồi. Nguyễn dặn cái chương trình này rồi, mình nói làm sao nói với thầy đi. Bởi vì thêm ra là khi mà tôi sang rồi, tôi ông này ông sẽ đi với tôi mấy tuần nha. Thì cái chương trình mà giảng ở đây á là cái bản quyền của tôi. Tôi sẽ sẵn sàng để lại hết cho anh. Để anh đưa lên máy chiếu rồi anh hướng dẫn lại cho bà con. Ở đây tôi này không đòi một xu, tức là những cái chương trình giảng đây á là không có được phổ biến ra ngoài, nhưng mà sẵn sàng giao lại cho anh, cho chùa, để mà sau khi mà tôi rút lui á thì ở chỗ anh á có thể mở ra huấn luyện lại cho bà con cô bác tiếp theo nữa, mà không đòi hỏi một cái xu hào nào hết, mà chỉ cần là mình phát tâm làm cái điều đó thôi, thì cái đó chính là cái hạnh phúc cho những người làm công việc như chúng tôi. Thì giờ Nguyễn cũng trước hết là cảm ơn thầy, khi mà đi sang đó thì đã thầy đã nói là không nhận tiền của học viên và cũng không nhận tiền của người bệnh, thì một điều đó là rất là đáng quý, xin quý vị giúp. Là mình có giỏi cách mấy nữa, mình cũng chỉ là một mình thôi. Thì cô mới đến với tụi hai vợ chồng này, thì cô ngại mà dàn xếp cho cô chuyến về Việt Nam. Thì về đây là mời, cũng có tâm tư cũng được mời thầy về đi Mỹ. Thì cô em đã cũng là mời thầy nữa, thì tất cả những cái duyên nó đã đến rồi.
Không, mình là tôi thì tôi thực ra là mọi người biết là đây tôi làm việc tôi cũng không có thời gian. Nhưng mà mấy cái chuyện mà để cứu đời á, mà đúng cái tần số mình á, là mình sẵn lòng hết. Và tôi không có đặt một cái điều kiện gì á. Mà tôi nói hồi trước á, tôi bên Úc á nha, là tôi nói với có thầy Thích Viên Chơn này nè, là mọi người á là mời tôi sang. Cái tôi nói á, là tôi ăn cơm chùa, tôi ở chùa được rồi. Và tôi chỗ ngủ tôi á, là không có cho tôi ngủ khách sạn nha, tôi ngủ salon được rồi. Tại vì tôi hồi xưa tôi ở bên Tây á, là tôi đi học á, là tôi ngủ chỗ nào tôi ngủ được á, mà ăn uống tôi sống bụi đời quen rồi. Cho nên tôi không có là cái kiểu mà phải vô là phải ở khách sạn rồi, cái đó là tôi không có thích. Tôi thích ở sống chung với cái cộng đồng. Cho đó là tôi nói với thầy á, tôi nói bây giờ nếu như mà giúp cho cộng đồng mà được á, thì mua vé cho tôi, còn không mua thì tôi tự mua, tôi cũng không có yêu cầu đâu. Tức là phải làm sao để mình đạt được cái mục đích, tức là mình đến để giúp được cho cộng đồng, chứ còn không phải là phải có tiền rồi mới đi, đi không có vấn đề đâu. Em do đó là tới bây giờ mình chưa có visa, nhưng mà tôi chắc chắn cái là mình sẽ đi được, không có gì chắc hết á. Thành ra là tôi mới nghĩ á, cái chuyện mình làm công đức á, thì ở trên hậu độ cho mình hết á. Thành ra là mình không có tiếc một cái gì hết á. Còn cái cuộc đời của mình ở đây từ bây giờ về sau á, là có sống được bao lâu đâu. Thấy không? Thành ra mình làm được cái gì đó thì mình làm. Cho nên á, đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu. Cho nên mình phù hợp nhau thì mình làm được hết rồi. Như vậy á, để nói với mọi người á, là khi mà mình có một cái phương pháp đơn giản, dễ thực hiện ha, mà dễ truyền bá lại cho mọi người, mình không nên để cho riêng mình. Không để riêng mình. Không có chuyện mà mình là một mình thần y, cho nên mọi người thấy tôi không có tiếng tâm là vậy. Là còn tất cả mọi người có thể trở thành thần y được hết. Cũng như á là nói với thầy đây mà đi về đây á, mà hổm rẻ là thầy chữa bệnh cho mọi người, tôi theo dõi hết á. Tôi theo dõi hết á, rồi tôi còn hỏi thăm mấy người kia, giơ lên báo cáo thầy này thế nào. Mà tôi mừng lắm. Tại vì á, một người thầy á mà làm được cái điều đó thì sẽ cứu được bao nhiêu người ở cái địa phương đó. Nhưng mà tôi chỉ nói với thầy thêm cái nữa, đó là thầy làm sao mà về phải đào tạo thêm người ở chỗ mình á, mình hướng dẫn cho ta làm. Ở đây không ai cấm hết á. Rồi á là còn dụng cụ các thứ thì cứ liên lạc ở đây, gửi ra ngoài đó, để rồi lấy để mà truyền lại cho nhiều người, để giúp cho chùa, rồi giúp cho cái bà con Phật tử mình ở gần đó ha. Tại vì á, mỗi lần mà mình mà bị bệnh hoạn, mình đi vô bệnh viện cũng khó khăn nè, rồi tốn kém tiền bạc nè. Trong khi đó cái chùa á, là một cái nơi mà cực kỳ là quan trọng. Quan trọng ở chỗ là gì? Nếu mà thầy làm được cái đó thì đào tạo được nhiều người, rồi nhiều người cũng sẽ là đóng góp với thầy để mà giúp cho xã hội. Mà chùa là cái nơi để mà bà con giao về sức khỏe cũng như về tâm linh, thì cái điều đó là cực kỳ tốt. Thì mong rằng mọi người đó là sẽ mỗi ngày mỗi làm công quả tốt hơn. Tình cờ tôi cũng lên mạng nhưng mà tôi thấy được cái chỗ là khai thông cái huyết mạch, thì từ chỗ đó là tôi tin tưởng ở nơi thầy Châu, cho nên là tôi hôm nay thì nói thật tình mà nói thì đang đi để mà coi sao. Nhưng mà khi trị rồi thì những cái đầu thì nó hơi nhức, chứ không phải là không nhức, nhưng mà mấy ngày sau là nó bớt nhức. Nhưng mà điển hình là hôm này thầy Bảy là làm thì có những hôm tới giờ là nó hết, nói chung là khoảng 80%. Thì tôi tin tưởng là cái này đó là từ cái chỗ mà trường đại học. Tại vì tôi theo mạng tôi thấy là nếu trường đại học mà của nhà nước xác nhận vậy thì cái niềm tin nó đối với người bị bệnh là rất quan trọng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chương trình thầy Châu nó trị nhiều chuyện mà tôi đã thấy trên mạng. Rồi cái cuối cùng này thì tôi cũng xin thầy Châu giúp giùm. Tại vì ở cái địa phương tôi đó nó có cái chữ thập đỏ. Rồi ở cái xứ đạo Công giáo thì tôi không biết hồi đó là thầy Châu có đi giúp chưa. Đó, nó đồng phát rồi. Như vậy. Nhưng mà lần này thì hồi sáng có liên hệ chỗ ủy ban tỉnh. Tôi định là nhờ Châu ủy cô đi giúp.
thì cho ông Mỹ Phương giúp đi. Bây giờ cái chuyện đó, đó nó cũng không có khó gì đâu. Tức là nếu mà ở Đồng Tháp á thì anh cứ trao đổi lại với chữ thập đỏ đó. Thì bây giờ anh cứ để số điện thoại, email gì đó đi liên lạc với cô Yến á. Thì giờ mà mình sau bố công việc để chữa đầu gối, chữa thần kinh tọa, chữa gì đó thì anh cứ nói cái đề cập cái đó, có thể là cô Yến sẽ cung cấp cho cái thông tin này. Cái thông tin đó. Ở đây sẵn lòng đó. Tại vì tôi thấy là cái nhiều người khổ lắm, nhưng mà mình cũng có cách thì sẵn cái cách đây thì cũng tranh thử nhờ thầy. Đúng rồi, dạ. Cái đó thì cái mong muốn của tôi này cũng là vậy, để giúp cho cái địa phương. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.